Clip trước là mình có quay vỏ lãi của anh Úc Liêm đặt máy, thì hôm nay chạy thử nha quý vị. Thì mời quý vị vô chi tiết nha, để xem coi nó chạy tốc độ bao nhiêu nha. Nghe nói là cũng khá là cao đó, chờ xem nha. Xin nhắc lại nha, vỏ này bề ngang của nó là 1m4, dài là 7m9, chạy cái máy 4GH 50 mã lực, 3600 vòng trên phút, kèm hộp số là 2,5 tua đó. Thì bây giờ để coi tốc độ đi như thế nào nha. Chế đủ thứ hết trơn nè, đó, ngày hôm nay nè, càng ga của ảnh nè, đó, VIP không, giữ luôn. Rồi lên nha, bây giờ lên coi tốc độ. Let's go. Sao anh Úc, thấy vỏ này được chưa, im chưa, im phải không, gọn vừa phải không. Vỏ này anh Nguyễn đặt máy nha, đó, đời luôn đó. Nay lục bình hơi nhiều, đi lại đằng kia thử nha. Lái máy ầm cảm giác nó khác nha, dữ luôn á. Vô lăng VIP luôn nha, vô lăng máy cài nha. Dính gác nghe quý vị. Quất tiếp nha, gỡ gác rồi đó. Giờ lục bình quá chưa thử được nha, chờ một xíu nha. Từ 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 từ. Chính lý rồi, từ từ nha, quất đi. Thử ra chống rồi nè. Vỏ chạy cũng khá tốc độ nha. Chưa quen. Nói chung thì chạy máy ngoài quen rồi, bây giờ chuyển lên máy âm, lái vô lăng hơi khó chút xíu nha. Vỏ này 100 ngoài chịu nha quý vị, làm hết luôn đó.
thử nữa nha. Còn hơi dính gác, giờ xả rồi hết rồi đó. Nó 16 ly mấy á. Chạy dữ lắm. Đảo lại. Một phần á là cái xác này nó nhỏ đó, cho nên nó là dễ ha. Vỏ này bị nghe nó có 1m4 à. Dài thì 7m9, cho nên nó cũng dễ dàng ha, đạt tốc độ. Với phần đặt chân vịt thì tiếp tâm bua thì nó cũng hợp lý nha, cho nên tốc độ nó đạt. Đó, quốc kìa. Wow, dữ luôn. Bây giờ đổi tài công nha, cho nút bánh chạy. Rồi lên, đo lại lần nữa nha. Trong đó thì không có lục bình. Lên. Đó đây, đó đây. Woo. 16 đi. 17 đi. 18 đi. Đó đây. Trời. Được bao nhiêu km, chuyển qua chế độ km nha quý vị. Cái máy dòng tua nó cao quá, chạy tốc độ quá độ. Quốc đó đây.
cái nữa, sợ quá. Quá ứ rồi. Về nha, tới bến rồi đó nha. Thì hôm nay cũng thành công nha quý vị. Xém nữa là lọt xong rồi đó, nãy lật luôn á. Quá sợ rồi. Tay lấy lụa. Anh Út ơi, em sợ tay lái của anh quá anh Út ơi. Em ớn rồi, nãy xém nữa em lọt luôn rồi đó. Thôi vậy chúc mừng anh Út nha, được một con chiến mã. Nói chung là cũng vừa lòng rồi đó. Chúc anh Út năm nay lấy vốn nha. Mời các bạn khán giả nha. Bye bye đi trời. Bye bye. Anh Nguyễn. Bye bye ơi.